Chương 11 Quan Châu Hỏa Ảnh Giác Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quyển thứ nhất hồi sinh Hàn Quốc chương 11 Quan Châu Hỏa Ảnh Giác solo sau khi kết thúc, Lý Tương Hách cũng không có tại e hoạt động phòng làm nhiều dừng, cùng trịnh tú tinh xa thuộc nhàn lên tiếng chào sau, Lý Tương Hách nhắc tới đơn vai túi, thẳng đi ra ngoài, còn sau lưng các loại các dạng nghị luận cùng với sắc mặt đã kém tới cực điểm Aikawa khi, xin lỗi, hắn đối cái này không có hứng thú đi tới video shop thời điểm sắc trời không tính là quá muộn, Lý Tương Hách xuất phát từ lo lắng còn là cho nhà thông điện thoại, lấy được tự nhiên lại là Lý Mỹ Nhi bất mãn oán giận, có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, Lý Tương Hách xoay người đi vào video shop nội, đi vào trong nhà Lý Tương Hách phát hiện bên trong nhiều cá nhân, nhìn kỹ, nguyên lai like là hai ngày trước đi ngang qua nhà kia kim chi điếm chủ tiệm. Tương Hách người rốt cuộc đã tới, Dũng Hạo đều ở đây chờ ngươi hơn nửa ngày phát tích phạm thấy lý tương hách vào nhà từ trong quầy đi ra nói giới thiệu cho ngươi đây là trịnh duẩn hạo cũng chính là mời làm anh hùng bản đơn đại ngôn chủ tiệm ngươi chính là quan châu hỏa ảnh không đợi phát tích phạm giới thiệu xong nguyên bản ngồi ở ghế trên tên là trịnh duẩn hạo người trẻ tuổi liền bỗng nhiên đứng dậy nói với lý tương hách không nghĩ tới còn trẻ như vậy ngươi còn đang học trung học chứ hả cái gì quan châu hỏa ảnh lý tương hách có chút nghi ngờ hỏi lúc này nghe lý tương hách thanh âm phát chí thành đột nhiên từ giữa trong phòng lao tới rất là hưng phấn nói ca ngươi còn không biết đi ngươi thượng tivi ngươi phát hỏa a à? không khoa trương như vậy chứ lý tương hách nhúng nhúng vai có chút xem thường nói trước khi solo lúc xung quanh bạn học nghị luận đã cho hắn biết có cái kêu trịnh huyền trí giải trí giải thích lục một ván cùng hắn cuộc thi xếp hạng sau cái này khoa trương hơn a à? ngươi biết hiện tại đại gia đều gọi ngươi là cái gì quan châu hỏa ảnh a trịnh duẩn hạo có chút kích động nói không được ba mươi hắn mặc dù nhưng đã là một kim chi điếm chủ tiệm nhưng nhìn qua tính cách lại là có chút nhảy thoát chiều hôm qua trí ca tiết một phát hình sau sáng hôm nay ta vừa mở môn xung quanh trong trường học thật nhiều học sinh đều chờ ở cửa hỏi ta cái kia dép có đúng hay không nhà của ta kim chi điếm thỉnh đại ngôn sau đó lại hung hăng hỏi ta quan châu hỏa ảnh là ai Vậy ngươi đều nói cho bọn hắn biết. Lý Tương Hách không khỏi cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đương nhiên không có a, à, ta cũng không ngu như vậy, ta chỉ nói cho bọn hắn biết ngươi là một học sinh trung học. Trình Duẩn Hạo có chút đắc ý nói, sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì, từ trong bóp da rút ra một trương thẻ, đưa cho Lý Tương Hách nói. Tổng cộng 300.000 ngàn hàng nguyên đều ở bên trong. Không phải nói, theo giai đoạn cho sao? Lý Tương hách hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận thẻ. Trước khi không phải là bởi vì ca không biết thực lực của ngươi nha. Trình Duẩn Hạo có chút ngượng ngùng nói, bất quá bây giờ không quan hệ, còn chưa lên bản danh sách, nhà của ta kim chi điếm liền phát hỏa, ha ha, được rồi, cái kia bản danh sách ngươi xem rồi đánh đi, đừng chậm trễ học tập. Không sao, cuối tuần là được rồi. Lý Tương Hách vừa cười vừa nói, hiện tại giác cái này người anh hùng tương đối ít lưu ý, dùng người không nhiều lắm, ta đánh tới kim cương tỷ số thắng, tại bản anh hùng đơn bảo trì một tháng hẳn là không có vấn đề gì. Cuối tuần. Nhanh như vậy. Tương hách, ngươi bây giờ là cái gì đẳng cấp? Tỷ số thắng nhiều ít. Trình Duẩn Hạo hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Bạch Kim 4, giác tỷ số thắng hình như là 93. Một phần trăm. Ca, ngươi trước ngồi, ta đi vào đánh kỹ bàn, chờ sau đó ta còn phải về nhà. Lý Tương Hách nhìn xuống đồng hồ nói. Hừm, tốt không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta. Nghe được Lý Tương Hách nói đẳng cấp cùng tỷ số thắng, Trịnh Duẩn Hạo trong nháy mắt lại có chút hoảng hốt, nhìn Lý Tương Hách xoay người đi bóng lưng, Trịnh Duẩn Hạo lẩm bẩm nói. Hai ngày bạch kim bốn, hay là dùng 93? Một phần trăm loại này kinh khủng tỷ số thắng, đây thật là một cái không có ở trong câu lạc bộ huấn luyện qua học sinh trung học đệ nhị cấp có thể đánh ra thành tích lẽ nào, tiểu tử này lại chính là Hàn Quốc eSports giới hạ một người đi đường vương Zepia. Lý Tương Hách đăng nhập trò chơi giới diện sau không ngoài sở liệu phát hiện rất nhiều bạn tốt xin, vậy tuyển thủ nhà nghệ đối với loại này xin trên cơ bản đều là làm như không thấy, cũng không điểm tiếp thu, cũng không điểm cự tuyệt. Lý Tương Hách thói quen liền thô bạo rất nhiều, đều không ngoại lệ, Lý Tương Hách toàn bộ đều lựa chọn cự tuyệt, sau đó xếp hạng đơn vào trò chơi. Chương 12 Samsung Cup Hàn Quốc cao trung liên kết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Quyển thứ nhất hồi sinh Hàn Quốc chương 12 Samsung Cup Hàn Quốc cao trung liên kết ngày thứ hai Lý Tương Hách như thường ngày dẫn theo đơn vài túi đi vào trường học trữ vật phòng Bởi còn chưa lên khóa duyên cớ Nguyên bản top 5 top 3 đứng chung một chỗ trò chuyện với nhau bạn học Vừa thấy được Lý Tương Hách đi vào trữ vật phòng sau nhất Thời lấy một loại kỳ quái ánh mắt lên lén đánh giá hắn Hiển nhiên ở nơi này eSport nghiệp cực kỳ phồn thịnh, nhất là cực kỳ chịu người trẻ tuổi truy phủng Hàn Quốc. Lý Tương Hách ngày hôm qua solo hết ngược trong trường học nổi danh nhất eSport thiên tại Aikawa khi chuyện, đã lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ ở trong trường học truyền ra. Ngươi nghe nói chiều hôm qua e-sport xả chuyện chứ? Cái kia, cái kia chính là chúng ta ban Lý Tương Hách. Trình Tú Tinh ngồi cùng bàn Lý Thánh Mỹ đối về bên cạnh bạn gái, len lén chỉ xuống Lý Tương Hách phương hướng thấp giọng nói. Ăn mặc quần áo màu đen đang ở phóng túi cái kia sao? hoa wow, không nghĩ tới người còn thật đẹp trai đây. Lý Thánh Mỹ bên cạnh bạn gái cười cợt nói. Xuyệt, nhà đầu chết tiệt kia. Nhỏ giọng một chút nữa. Lý Thánh Mỹ cắt đứt bạn gái cười đùa nói. Được rồi, ta phát hiện Tú Tinh giống như ưa thích hắn ai. Thực sự sao? Tú Tinh không phải vẫn muốn cùng tỷ tỷ nàng một dạng trở thành ngôi sao, không dự định ở trong trường học nói yêu thương sao? Bên cạnh bạn gái có chút kinh ngạc hỏi: Ai biết được, gặp phải thích thôi." Lý Thánh Mỹ nói. "Hi hi, cũng đúng a, à, Lý Tương Hách đẹp trai như vậy, hơn nữa eSports còn lợi hại như vậy, học tập cũng tốt à, a, oa oa oa, ta trước đây thế nào không phát hiện đây." Lý Thánh Mỹ bên cạnh bạn gái giả vờ khoa trương hoa mắt ngu đạo, "Tú Tinh có muốn hay không, tỷ tỷ ta có thể hạ thủ lạc." "Đi tìm chết nữa, Hoa Si." lý thánh mỹ vừa cười vừa nói nghe chung quanh xì xào bàn tán cùng thỉnh thoảng chỉ rõ lý tương hách có chút buồn cười địa sờ sờ mũi lấy ra bản thân buổi sáng cần lời bạc mở ra mình trữ vật quỷ đem túi sách bỏ vào lý tương hách thôi kinh triết bỗng nhiên cùng kim đông dân đi tới lý tương hách phía sau nhìn phía sau hai người lý tương hách sửng sốt một chút vừa cười vừa nói thế nào ngày hôm qua các ngươi Aikawa học trưởng thua các ngươi còn không phục sao? Không phải, không phải. Kim Đông Dân chính khoát tay nếu muốn giải thích. Chuyện trước kia, ta xin lỗi ngươi. Thôi Kinh Triết bỗng nhiên một thanh ngăn cản Kim Đông Dân nhắc lời nói, ta biết ngươi e-sport rất mạnh, học tập cũng tốt, nhưng Thế nhưng, vậy thì thế nào, ta cho ngươi biết, tú tinh là của ta, ta sẽ không chịu thua. Nhìn Thôi Kinh Triết đem mình làm tình địch, kia vẻ mặt không phục trong nhị thiếu năm dáng dấp Lý Tương Hách có chút buồn cười chỉ chỉ thôi kinh triết phía sau nói. Được rồi, Trịnh Tú Tinh là của ngươi, nhưng là chuyện này, Trịnh Tú Tinh biết không? Thôi kinh triết nhất thời vẻ mặt đau khổ xoay người. Phía sau, đang chuẩn bị lấy sách Trịnh Tú Tinh mặt cười đỏ bừng đứng ở mình trữ vật quỷ trước. Thôi kinh triết, ngươi đang nói bậy bà gì? Không. Không phải Tú Tinh, ngươi nghe ta giải thích. Thôi kinh triết vội vàng nói. Ta không nghe. Ngươi. Ngươi sau này không muốn nói cùng. Với ta. Trịnh Tú Tinh ông sách, đỏ cả mặt địa chạy ra khỏi trữ vật phòng. Nhìn Trịnh Tú Tinh kia một bộ ngại ngùng tiểu nữ sinh dáng dấp, Lý Tương Hách trong lòng âm thầm không nói gì, kiếp trước hắn ở trường học sẽ không yêu sớm qua, bỏ học sau liền nhất tâm nếu muốn hướng phụ thân chứng minh bản thân, toàn bộ tâm tư đều nhào vào esports thượng ngay cả tại người ái mộ gặp mặt hội họp gặp phải chút nhiệt tình nữ người ái mộ cũng chỉ là tính chất tượng trưng ứng phó đi qua đối nữ sinh tâm tư phương diện này có thể nói là đơn thuần như tờ giấy trắng hắn nào biết trịnh tú tin đây là lo lắng hắn lầm sẽ tự mình cùng thôi kinh triết quan hệ ở phòng học ngồi vào chỗ của mình sau buổi sáng lớp đầu tiên là lớp số học lý tương hách số học lão sư là một tên là kim thành mân trung niên nam giáo sư vác đầu mang theo mắt kiến gọng vàng trước mặt tóc có chút ít áo sơ mi trắng quần tây một thân chính trang trang phục bất quá bình thường giảng bài lại cực kỳ hài hước khôi hài đang đi học trước hắn tuyên bố một việc là về hàn quốc học sinh trung học đệ nhị cấp mùa đông olympic số học thi đua báo danh thông tri trong lớp có ý hướng bạn học đến ta chỗ này tới bắc hạ báo danh biểu hiện kim thành mân nói như vậy đến nhưng ánh mắt lại nhìn ngồi ở phòng học bên trái dựa vào tường vị trí lý tương hách bạn học cùng lớp nghe đến lão sư nói như vậy thời điểm, làm có mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Lý Tương Hách. Bởi vì trước khi như toàn quốc tính áo thi đấu loại này hoạt động cơ bản đều là bị Lý Tương Hách ông đồn. Thế nhưng trải qua chiều hôm qua eSports xã chuyện sau, đại gia tâm lý luôn cảm giác là lạ. Lý Tương Hách trong lòng âm thầm cười khổ, được rồi, còn tiếp tục ta học bá đường đi. Thẳng đi lên bục giảng, tại Kim Thành Mân khen ngợi cùng ánh mắt kỳ vọng hạ cầm trương báo danh biểu hiện. Hàn Quốc buổi sáng chương trình học lên tới một nửa sau, trung gian có cái thời gian hoạt động, bất quá hôm nay Lý Tương Hách cũng không có thời gian hoạt động, phòng học vệ sinh thay phiên công việc đến hắn. Trịnh Tú Tinh làm lớp trưởng, đang ở đơn giản an bài phân phối trực nhật sanh cá nhân công tác, Lý Tương Hách vừa định đi qua nghe theo điều hành, chợt nghe đến vị trí cạnh cửa sổ có người nhắc nhở hắn, bên ngoài có người tìm hắn. Hình như là chiều hôm qua nữ sinh kia nha. Lý Thánh Mỹ nhìn Trịnh Tú Tinh càng không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, len lén chồng người qua vừa cười vừa nói. Ừm. Không yên lòng Trịnh Tú Tinh theo bản năng gật đầu, bỗng nhiên phản ứng kịp, sắc mặt ửng đỏ để đánh xuống Lý Thánh Mỹ đạo, đáng ghét a ngươi. Hi hi. Lý Thánh Mỹ cười chạy ra, không đi mà nói cũng bị đoạt đi rồi a. À. Chương 13 Xếp hạng gặp Zeopea Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com quyển thứ nhất hồi sinh Hàn Quốc chương 13. Xếp hạng gặp Zeopea Lý Tương Hách cầm đun nóng tốt hai phần cơm nước đi tới phòng học sau, thấy Trịnh Tú Tinh đang ngồi ở vị trí của mình càng không ngừng đảo sách, hắn chợt phát hiện Trịnh Tú Tinh kia phó dáng vẻ thở phì phò thoạt nhìn lại có chút đáng yêu. Này, của ngươi cơm trưa. Lý Tương Hách cố nén cười đi tới, giơ tay lên đem cơm hộp đưa tới, đã giúp ngươi đun nóng, không cần cảm tạ ta nha. Trịnh Tú Tinh tức giận ngẩng đầu trừng hắn, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay tiếp nhận hộp đựng cơm cái kia kỳ thực ta vừa mới cũng chưa nói nhất định sẽ không tham gia a à, ta chỉ nói là khả năng lý tương hách thấy trịnh tú Tinh tiếp nhận hộp đựng cơm vừa cười vừa nói như vậy ý của ngươi là ngươi sẽ tham gia lạc trịnh tú Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói hừm cũng không phải ý tứ này a à. lý tương hách bỗng nhiên dừng lại nói thế nhưng có tiền thưởng sao a à. Trịnh Tú Tinh giật mình. Chính là, tiền thưởng A, à, tranh tài không đều cũng có tiền thưởng sao? Lý Tương Hách cố ý dùng có chút khinh bị giọng nói khoa trương nói, ngươi điều này cũng không biết A. À? Không, không vâng. Trịnh Tú Tinh có chút nóng nảy khoát tay nói, ý của ta là, ngươi tranh tài là vì tiền thưởng mới đi sao? Đương nhiên A, à, không thì ta xong rồi nha đi lãng phí thời gian A. À? Lý Tương Hách chuyện đương nhiên nói. Ngươi. Ngươi. Trịnh Tú Tinh cũng nhất thời bị tức được nói không ra lời. Được rồi, không có ta đã đi rồi. Lý Tương Hách làm bộ xoay người dáng phải đi. Có, có a. À. Trịnh Tú Tinh cuối cùng vẫn bại đi. Nhiều ít. Lý Tương Hách quay đầu cười hỏi. Một triệu. Mỗi người. Phải. Mỗi. Cái. Người. Trịnh Tú Tinh đã kinh biến đến mức muốn nổ tung, nhưng người ta đó là tổng quán quân mới có. hừm, không nếu nói, đều giống nhau. Lý Tương hách nhún vai, đi trở về chỗ ngồi của mình nói, ngươi giúp ta báo danh đi. Chương 14 Đây rốt cuộc là cái gì đẳng cấp Z? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quyển thứ nhất hồi sinh Hàn Quốc chương 14 Đây rốt cuộc là cái gì đẳng cấp Z? Ván này Lý Tương hách tại Ban Am, Pít Trong đã bị đồng đội nhận ra là gần nhất danh tiếng chính thịnh Quan Châu hỏa Ảnh. Tuy rằng lúc này Bạch Kim Ba hắn bởi tỷ số thắng tương đối cao, ẩn dấu phân đã đạt đến Kim Cương phân đoạn, bởi vậy xếp hạng xứng đôi đến đồng đội cơ bản đều đã là Kim Cương phân đoạn cao thủ. Nhưng hàng phục cao phân đoạn người của cũng rất nghĩ biết một chút về, gần nhất tại eSports các diễn đàn lớn thường bị thổi làm thần hộ kỳ thần quan châu hỏa ảnh đến cùng thế nào, bởi vậy Lý Tương Hách rất dễ dàng lấy được một cái mít xê vị bởi chỗ sung yếu giác anh hùng tỷ số thắng bản danh sách duyên cớ, Lý Tương Hách tại bắt được mít vị sau tự nhiên cũng không có để cho đồng đội thất vọng, dây tuyển giác. Tiến nhập trò chơi độc lấy giới diện lúc Lý Tương Hách phát hiện xếp hạng đối diện có Zeopia, lúc này Zeopia tại Hàn Quốc cao phân đoạn đã là cực kỳ nổi tiếng, dù sao cũng là đã từng vương giả trước vài tên, khiêu chiến thi đấu đệ nhất nhân, là hàng phục công nhận mấy cái bắp đùi một trong, tuy rằng lúc này hắn dùng ID là tiểu số Zeopia, a à chính là Abdo, đã bởi vì đại luyện bị đóng đình, thế nhưng vẫn như cũ bị đồng đội mừng rỡ nhận ra được, tự nhiên cũng không gì đáng trách bị ủy thác miết xê vị. Lý Tương Hách Đại Khái xem hạ song phương đội hình, phe mình dây stop, dung gồ người tuyết nu nu, mít bọt hai người đường còn lại là AJC Vayner xứng SP Đối diện đội hình là Top Reader, dung gồ thầy tu mù Lê Sinh, mít còn lại là Zeopea am hiểu nhất mấy người ap một trong, ngư nhân phiết. Bóc hai người tổ hợp còn lại là AJC EGEL cùng SP người máy hơi nước Blitken. Nếu như dựa theo thì ra là quỹ tích phát triển, GOPA sẽ dùng hai tuần lễ thời gian 55 cục, lấy 48 tháng 7 thu kinh khủng tỷ số thắng, đem điều này ID là GOPA, cũng là sau này hán rộng là Trung Quốc người chơi làm biết ID, từ không xếp hạng tấn cấp đến mạnh nhất vương giả. Kiếp trước Lý Tương Hách đứng ở eSports vòng tột cùng thời điểm, The Opera làm hắn là số không nhiều bạn tốt một trong, là số rất ít tuyến thượng sẽ không thái hư hắn, có thể cùng hắn tại tuyến thượng giao phong người của một trong, hai người lúc không có ai luận bàn lúc, thắng bại cơ bản tam thất mở, Lý Tương Hách 7, The Opera 3. Đời này, Lý Tương Hách khóe miệng dân lên mỉm cười, hắn đối về màn hình nhẹ giọng nói. Xuất ra tất cả của ngươi thực lực đi, để cho ta xem một chút lúc này ngươi, cùng kiếp trước cái kia bị tuyên bố vĩnh cửu cấm thi đấu thất hồn lạc Phách xuống tới đến Trung Quốc ngươi, đến cùng cái nào càng mạnh. Trò chơi rất nhanh tiến nhập xung môn sờ rít, Lý Tương Hách đồng đội nhìn thấy đối diện xếp hàng lại là Zeopea lúc, đều cực kỳ nhiệt tình cùng Zeopea lên tiếng chào, nhưng là giới hạn ở đây, dù sao đều là đứng ở eSport kim tự tháp đỉnh tầng kim cương phân đoạn cao thủ, tối thiểu eSport tự tin vẫn phải có. Làm sao có thể gặp phải tiểu thuyết cái loại này trong hiểu ra đến nỗi danh đại thần liền bật người các loại quỳ liếm ngốc nghếch tình tiết? Zeopea cũng là tại trong tất cả mọi người rất lễ phép đáp lại hà, sau đó lại đang trong tất cả mọi người hỏi một câu. Z, yeah, quan châu hỏa ảnh. Lý Tương Hách lựa chọn đoạn kiếm nhỏ thêm 3 giờ hồng bình giống như Zeopea đồng thời đạt tới tuyến thượng, thấy song phương đều rất hiếm thấy không có nhất cấp đoạn ý tứ, liền ngừng tại mít hồi phục câu. Phai tiên. hiển nhiên bị Lý Tương Hách ván này không đầu không đuôi nỗ lực lên khiến cho có chút mạc danh kỳ diệu, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào hồi phục. Hai bên binh tuyến sắp tới đạt tuyến thượng, cấp một thời điểm lý tương hách chỉ điểm cái quy kỹ năng trong tay kiếm, ném ra sau đối ven đường tuyến thượng tất cả địch nhân tạo thành thương tổn. Bởi vậy hắn cũng không tiện có quá cấp tiến, chỉ là không ngừng dùng quy kỹ năng nỗ lực tiêu hao đối diện Europea ngư nhân lượng máu, nhưng bởi quy kỹ năng trong tay kiếm thì phi chỉ về tính kỹ năng, nếu như không phải thiếp thân thi phóng mà nói, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không cao bằng GOPA ý thức, tự nhiên cực kỳ dễ dàng đi vị tránh ra. Hai người phía trước kỳ tường an vô sự đạt tới ba cấp, bổ đau, lát khi, thượng lý tương hách hơi chút chiếm chút ưu thế, dành trước GOPA bốn cái đau, nhưng lượng máu thượng lại không hề khác gì nhau, hai người trên cơ bản đều là đầy máu. Rốt cục. Lý Tương Hách nhắm ngay GOPA lợi dụng ngư nhân e kỹ năng đâm lao sau khi hạ xuống AOE hiệu quả, bù đắp hai cái tàn máu tiểu binh trục bánh xe biến tốc một cái vê đúc bóng dáng phóng ra đến jeopa rơi xuống đất địa phương bởi bóng dáng đặc hiệu là có thể mô phỏng theo bản thể thả ra kỹ năng đồng thời bị bóng dáng e kỹ năng quỷ chém đánh trúng địch nhân còn có phụ gia giảm tốc độ hiệu quả lý tương hách tại vê đúc dự phán trong jeopa ngư nhân e kỹ năng rơi xuống đất chỗ sau đó là một bộ tốc độ tay thật nhanh quy combo làm hàng phục người đi đường vương rank trong đứng trên tất cả mấy người một trong những tuyển thủ giới phản ứng tự nhiên cũng là cực nhanh hắn tại một cái bóng rơi vào bản thân dưới chân trong nháy mắt đó liền lập tức phản ứng lại đồng thời lập tức tốc độ tay thật nhanh đối với một tên lính quèn phóng ra quy kỹ năng nghĩ muốn mượn quy kỹ năng mục tiêu công kích sau di chuyển vị trí hiệu quả né tránh vết kế tiếp hai cái kỹ năng đây là tốc độ tay đụng nhau chỉ thấy tại ngư nhân sắp sửa quy đi trong nháy mắt đó lý tương hách bóng dáng quỷ chém sai một ly địa đánh trúng giới đồng thời tại equi combo thả ra quy xuất hiện thi pháp quỷ tích lúc, Lý Tương Hách lại còn phản ứng cực nhanh căn cứ D.O.P.A. ngư nhân quy binh vị trí, làm ra cực hạn nhỏ điều. Tạo thành kết quả chính là D.O.P.A. tại quy binh gần di chuyển vị trí một sát na kia, bị bóng dáng e kỹ năng quỷ đánh chém trong, lại đang sau khi hạ xuống bị Lý Tương Hách bản thể cùng bóng dáng trong tay kiếm đồng thời trúng đích, trong nháy mắt mất đi nửa máu. A Tây Ngồi trước máy vi tính D.O.P.A. ngẩn ra mắng, đây hết thảy nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu, Lý Tương Hách tại đem Geopea đánh đến nửa máu sau, cấp tốc một cái vê đúc kỹ năng bản thể cùng bóng dáng trao đổi vị trí, dựa vào vừa Geopea ngư nhân bị ảnh phân thân e trong sau giảm tốc độ hiệu quả, Lý Tương Hách đắc thế không tha người dính đi tới, tại Z bị động hiệu quả, đối sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% mục tiêu tạo thành thêm vào ma pháp thương tổn, gia tăng hạ. Lý Tương Hách một cái bằng A trong nháy mắt đem Geopea lượng máu lại mang đi một cách. Zeopea lúc này cũng phản ứng kịp, bởi vì vừa rơi xuống đất điểm tới gần mít bên trái bụi cỏ, nếu như trực tiếp hồi tháp mà nói thế tất yếu bị tại hồi tháp đường tuyến thượng ZDA đi vài cái, phủ lên thiêu đốt giao ra phơ blot, dù sao hai người đều có tóc biến. Bởi vậy Zeopea thao tác ngư nhân nhoáng lên nhoáng lên hướng bên trái bụi cỏ đi đến, lý tương hách cũng là không chút do dự phủ lên thiêu đốt, tiếp tục đi A, à, đuổi theo. Sau đó ngay ngư nhân tiến nhập bụi cỏ trong nháy mắt, sớm có dự mưu zéopéa trong nháy mắt giao ra tóc biến xuyên qua bụi cỏ hạ đoạn tới gần phe mình tháp phòng ngự vách tương đây là zéopéa đang lợi dụng hắn tiến nhập bụi cỏ trong nháy mắt lý tương hách sẽ mất đi phạm vi nhìn sau đó hắn bỗng nhiên dùng tóc biến xuyên tường chơi tiêu thất coi như là cao thủ khi tiến vào bụi cỏ phát hiện mục tiêu sau khi biến mất biết có chút chần chờ dù sao tính là biết đối phương nọc tóc biến thế nhưng mít hạ quả nhiên ven tường vị trí cũng có một đoạn bụi cỏ nếu như tóc biến tiếng nhập biết tạo thành trong nháy mắt biến mất hiệu quả mà e trò chơi sao chính là dây thậm chí là phần nghìn dây giữa phản ứng giả như lý tương hách có chỉ chốc lát chần chờ không hề nghi ngờ tóc biến xuyên tường mà qua jeopia chỉ biết bỏ trốn mất dạng nhưng lý tương hách cũng tại jeopia biến mất trong nháy mắt không chút do dự tóc biến xuyên tường mà qua hầu như cùng jeopia đồng thời rơi xuống đất nhìn thấy Lý Tương hách dây tóc biến tới được thời điểm liền biết mình hẳn phải chết, kích hoạt về đúc kỹ năng, đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục ma pháp thương tổn, địch nhân lượng máu càng ít, thương tổn lại càng cao, tại chỗ cùng Lý Tương hách bằng A2 cái sau, giao ra phơ Nhưng bởi vì hắn trước khi bị Lý Tương hách một bộ kỹ năng nửa máu sau, tất cả kỹ năng đều chạy trốn dùng, cho nên bắt phơ sau Lý Tương hách Z lại còn còn lại 4 phần 5 lượng máu. First Bolo song phương đồng đội nghe gợi ý của hệ thống âm sau đều sửng sốt một chút tuy rằng bọn họ trước khi đều biết cái này được xưng là quan châu hỏa ảnh SMI Z rất mạnh thế nhưng khi tiến vào trò chơi đi sau hiện cùng với đối tuyến lại là hàng phục rank công nhận mấy cái bắp đùi một trong người qua đường vương jeropa đang đùa tiểu số cơ bản đối cái này gần nhất danh tiếng chính thịnh z sẽ không ông hy vọng gì dù sao đẳng cấp trong lúc đó thực lực sai biệt tại nơi chỉ cầu không nên bị đơn dết được quá hung ác băng bàn là tốt rồi. Nhưng là mới vừa chuyện gì xảy ra? Geopea lại có thể bị hắn đơn giết. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian đem thị giác cắt đến mít nhìn xuống, không nhìn không sao cả, vừa nhìn dưới nhưng lại lần nữa thập phần kinh ngạc phát hiện, đang không có dung gộ gan dưới tình huống, cái này tên là Smai tuyến thượng đụng nhau đơn giết Geopea sau, lại còn thừa lại 4 phần 5 lượng máu. Ai có thể nói cho ta biết vừa chuyện gì xảy ra? không hổ là quan châu hỏa ảnh, người rất mạnh. Zeopea tại trong tất cả mọi người đánh chữ nói. Cảm tạ, fighting. Lý Tương Hách đơn giản trả lời. Mua xong tiếp tế một lần nữa trở lại tuyến thượng Zeopea lần này lại nghe hiểu Lý Tương Hách nói, phai tiên, ý tứ, không chỉ có Zeopea, mọi người lần nữa thấy, phai cái từ này lúc cũng đồng thời nhớ lại bắt đầu lúc. Cái này dét tại trong tất cả mọi người mặc danh kỳ diệu nói câu kia, fighting hàm nghĩa. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng hắn đang khích lệ đồng đội, chỉ là phát sai rồi, phát ở tại trong tất cả mọi người. Thế nhưng bọn hắn bây giờ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cái này Z lại có thể tại để cho cùng bản thân đối tuyến GPA nỗ lực lên. Thực lực chân chính của hắn đến cùng cái gì đẳng cấp? GPA làm Hàn Quốc eSports đứng trên tất cả mấy người một trong những tuyển thủ, tuy rằng hắn từ xa xưa tới nay bởi vì đại luyện chuyện một mực không thế nào chịu chức nghiệp vòng trông thấy, nhưng càng như vậy, trời sinh tính tự phụ hắn cũng không tiếc cùng với làm bạn. Có thể nói, hắn là cái trong khung tự tin đến tự phụ người. Khi nhìn đến Lý Tương hách tại trong tất cả mọi người phát câu kia, phai Sau, ngồi trước máy vi tính Geopea chẳng những không có sinh khí, trái lại cười hiếp mắt lại, bởi vì thường xuyên tiếp đại luyện mà trà trộn tại thấp phân đoạn, trò chơi lúc đã trải qua trở nên hơi lười biến hắn, trong nháy mắt này rốt cuộc tìm được lạc thú, có loại nghĩ muốn xuất ra toàn lực cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 15 Chân hỏa ảnh vô song Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quyển thứ nhất hồi sinh Hàn Quốc chương 15 Chân hỏa ảnh vô song Về vai chính tên vấn đề đã phát tại liên quan đến tác phẩm trong Có nghi vấn đồng hại có thể nhìn một chút Cũng có thể tại khu bình luận sách nhắn lại Cảm ơn mọi người ủng hộ Zeopea lần này trở lại tuyến thượng thời điểm trở nên cẩn thận rất nhiều, biết mình tiền kỳ tại tuyến thượng hoàn cảnh xấu sau, Zeopea đã không dám ở tùy tiện dùng hắn e kỹ năng nhảy múa tung tăng AOE hiệu quả tới bổ tàn máu binh, dù sao ngư nhân e kỹ năng định trên không trung kia đoạn không cách nào tuyển định thời gian là có thể tránh rơi bất cứ thương tổn gì kỹ năng, vừa kia sống chỉ cần hắn có e kỹ năng, tính là trong lý tương hách tốc độ tay mau nữa, hắn chỉ cần nhẹ nhàng hướng không trung. Dừng lại, có thể không bị thương chút nào tránh rơi bất kỳ kỹ năng. Hai người tường an vô sự đạt tới 6 cấp, Zeopea bởi vì tiền kỳ hoàn cảnh xấu tại bổ đao, lát khi thượng tự nhiên bị lý tương hách đè ép một đầu, nhưng hắn dù sao cũng là Hàn Quốc đứng đầu tuyển thủ, kinh nghiệm thượng hai người hầu như chênh lệch không bao nhiêu địa đồng thời đến lục cấp. Zeopea bên này dung gồ lê trước khi không phải không nghĩ tới giúp mít, nhưng vết cái này người anh hùng thật sự là quá linh hoạt, không tới 6 cấp trước, không có ung tiêu phát ra, hai người rất khó đem đánh chết. Lúc này vừa phản rơi Nunu hồng búp lê vừa thấy Zeopea ngư nhân đến 6 cấp, bật người đánh một cái đang ở chạy tới tín hiệu, đồng thời cho Lý Tương hách dét trên đầu đánh tới đánh dấu. Zeopea hội ý bán cái đi vị, Lý Tương hách theo bản năng đi về phía trước một bước, nhưng vào lúc này, Zeopea ngư nhân bỗng nhiên quay người giơ tay lên, một cái ma pháp cự sa thật nhanh từ dưới đất hướng Lý Tương hách bơi đi. Cùng lúc đó, một cái e kỹ năng đột tiến trệ không sau cũng không có lập tức kích hoạt hai đoạn e mà là đang không trung hơi chút dừng lại như vậy một đoạn thời gian đây là jeopa chỗ cao minh xem qua lý tương hách kia kỳ quan châu họa ảnh video người đều sẽ bị lý tương hách lợi dụng dép cái này người anh hùng er kỹ năng tiêu thất trong nháy mắt cùng với ảnh phân thân trong lúc đó các loại kỹ thuật như thần di hình hoáng ảnh do đó tránh rơi vô số trí mạng kỹ năng thao tác khiếp sợ tột đỉnh Geopea tự nhiên cũng biết rõ kỳ lý, hắn sở dĩ không có lập tức kích hoạt e kỹ năng hai đoạn hiệu quả đột tiến tiến lên, là bởi vì hắn muốn lợi dụng e kỹ năng trệ không lúc không cách nào tuyển định hiệu quả, để cho lý tương hách giác không cách nào dùng ung tiêu đột tiến lúc tiêu thất hiệu quả tới tránh rơi hắn ung tiêu. Cứ như vậy lý tương hách chỉ có thể tuyển chọn sau này chạy, mà lúc này, Lê đã từ đối diện F4 dung gồ khu, cuốn sau bọc đánh qua đây. Lý Tương Hách khi nhìn đến Geopea đang không có ưu thế dưới tình huống giơ tay lên phóng đại trong nháy mắt liền đoán được đối diện thầy tu mù Lê đã đi tới mít. Hắn trước tiên đương nhiên là nghĩ tuyển chọn phản đánh, nhưng nhìn đến Geopea ngư nhân một cái trệ không sau liền bật người làm ra quyết đoán. Chỉ thấy tay hắn tóc thật nhanh một cái vê đúc kỹ năng di hình hoáng ảnh hướng về phía sau tháp phòng ngự hạ vị dời đi qua, nhưng lúc này dung gồ Lê lại có thể từ F4 chỗ sờ mắt vê đúc qua tường đi thẳng tới Lý Tương Hách bên này một tháp hạ, không chút do dự nào địa một cái tóc biến thiếp thân tiến lên, lợi dụng ung tiêu đánh bay hiệu quả, một cước lại đem Lý Tương Hách đá trở lại, đồng thời cũng tiếp thượng mình quy kỹ năng. Đây hết thảy hầu như đều phát sinh ở trong nháy mắt đó, mắt thấy Lý Tương Hách dét không có bị ma pháp cự sa bắn trúng giảm tốc độ đến, may mắn trốn ra xa miệng, nhưng một giây kế tiếp hắn rồi lại bị Lê Sinh đá trở về, hơn nữa công bằng, ở giữa xa miệng chỗ sẽ ở đó tham lam cự sa gần chui thổ ra trong nháy mắt đó, manh tăng lê cũng kích hoạt rồi bản thân quy kỹ năng hai đoạn hiệu quả vô ảnh cước, xong lý tương hách đá bay mà tới. Cùng lúc đó, Zeopea ngư nhân tại kích hoạt hai đoạn e sau còn chưa rơi xuống đất liền bật người một cái quy kỹ năng hướng phía lý tương hách đột tiếng mà đến, đồng thời cho hắn quải thường liễu thiêu đốt. Vừa bị Lê đá bay mà rơi vào cứng cộng hiệu quả lý tương hách tại sau khi hạ xuống trong nháy mắt bảo táp tốc độ tay hắn nắm lấy thời cơ không chút do dự nhắm ngay đột tiến mà đến zeropia một cái ung tiêu phóng ra đi qua dấu ấn tử thân chỉ thấy lý tương hách tại zeropia cùng lexin nhào tới trong nháy mắt bản thể trong nháy mắt tứ tán ra đồng thời ở trên đầu thực hiện hát sắc ấn ký zeropia phía sau để lại một cái bóng a à tây cái này đều có thể tránh rơi đang ở từ lam bước chỗ tới rồi trợ giúp dung gồ -Nu, -Nu, nu từ đối diện dung gồ lexin xuất hiện một khắc kia trở đi thì giác một mực mít, thấy Lý Tương Hách bị đá hồi sau gần bị cá mập cắn trúng lúc trước sau còn đối mặt với bao vây mà đến giờ ngư nhân cùng Dung Gồ lê xin vốn có hắn đều đã nghĩ buông tha chi viện, nhưng hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt thấy được vừa kia cảnh tượng khó tin, Lý Tương Hách lại có thể dùng một cái dây đến đỉnh chút nào ung tiêu, cực hạn tránh rất ba cái tuyệt sát kỹ năng phần này đối ung tiêu phóng ra nắm chặt thời cơ thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi nhưng mà tránh rơi kỹ năng lý tương hách lại còn chưa đầy đủ chỉ thấy tay hắn tóc thật nhanh quy kỹ năng nhắm ngay hạ sắp tới đem nhắm ngay dơ pa phóng ra trong tay kiếm đồng thời hắn lại nhấn r ER kỹ năng di hình hoáng ảnh nguyên bản sau khi hạ xuống le xin lập tức giơ tay lên e kỹ năng tạo thành thương tổn lần nữa kích hoạt sau tạo thành giảm tốc độ hiệu quả chụp sàn nhà nếu muốn giảm tốc độ lưu người nhưng mà tay hắn vừa mới giơ lên lại kinh ngạc phát hiện tại chỗ chỉ còn lại có một đoàn bóng dáng Cùng lúc đó, Lý Tương Hách Giác xuất hiện ở Geopea phía sau, bản thể cùng ảnh phân thân đồng thời hai tay duỗi về phía trước, phóng xuất ra rảnh tay trong kiếm. Geopea cứ việc thao tác ngư nhân con chuột cuồng điểm, nếu muốn thông qua nhỏ làm đi vị né tránh Lý Tương Hách trong tay kiếm, nhưng bất đắc dĩ hai người cách thực sự gần quá, đi vị không gian cũng quá mức hẹp hòi, bất hạnh bị hai phát trong tay kiếm đồng thời trúng đích. Cùng lúc đó, xuất hiện ở Geopea sau lưng Lý Tương Hách đang giải phóng trong tay kiếm sau bật người tiếp nối một cái bằng A, sau đó tay tóc thật nhanh lần nữa phóng ra e kỹ năng quỷ chém đón thêm bằng A, lúc này Geopea trên đầu hát sắc ấn ký cũng trong nháy mắt bạo tạc, trực tiếp đem Geopea ngư nhân bạo thành tàn máu. Dung gồ Lê Sinh thấy thế nhanh lên dùng vừa làm lạnh tốt với đúc kỹ năng, bay về phía quân đội bạn, cũng vì hai người cung cấp hộ thuẫn, bay qua cho Geopea bộ cái trước lá trắng. Yeah, lúc này mặc dù không cam lòng, nhưng ở loại này lượng máu dưới tình huống hắn tính là không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể thừa dịp Lê Xin dính lấy đối diện dép cái này trục bánh xe biến tốc dùng vừa làm lạnh tốt e kỹ năng hướng tháp hạ bỏ chạy. Ngay tại lúc tàn máu hắn tiến tháp trong nháy mắt đó, một cái tuyết cầu chậm rì rì đập tới. Do Metiman. Người tuyết kỵ sĩ nu nu nhoáng lên nhoáng lên thân ảnh của từ đối diện F4 chỗ chậm rãi đã đi tới, thuận tiện đã đánh mất cái tuyết cầu, tịch thu -a -a đầu người. Lê xin thấy tình thế không ổn, cũng không cùng Lý Tương Hách nhiều làm dây dưa, một cái quy kỹ năng đá trúng phe mình tháp trước nu nu sau bay đi, sau đó tiến tháp trở về thành. Lý Tương Hách thấy thế khẽ cười hạ, cũng là thấy đỡ thì thôi, tại đội trò chuyện trong đánh cái, gút, sau liền liền tại chỗ trở về thành. Nu nu cũng rất hưng phấn trả lời. Lợi hại, quả nhiên là chân hỏa ảnh vô song, nguyên lai Z đại còn có thể như thế dùng, đi ra ngoài ta cũng phải thử một chút. Lần nữa trở lại tuyến thượng Lý Tương Hách bù đắp lại gậy hung ác cùng hai bình hồng, dê thì tại một phen do dự dưới lựa chọn một quyển sách cũ cùng hai hồng một cái giỏ. Song phương tại ung tiêu CD trục bánh xe biến tốc vượt qua ngắn mũi hòa bình kỳ, nhưng mà hạ bộ lúc này lại xảy ra một làn sóng đoàn chiến, nguyên nhân gây ra là Lý Tương Hách bên này vây nơ một cái đi vị sai lầm bị đối diện Blitken câu đi qua, mà lúc này Thread lợi dụng mình về đúc kỹ năng con đường tâm tối, ném ra một cái đèn lồng, đồng đội điểm kích sau sẽ có một tầng hộ thuẫn, cũng trở lại Thread bên cạnh, đem Vayner cứu trở về sau. Một cái cực kỳ mắt sáng dự phán quy kỹ năng, hướng Ezel bên trái ra. Câu Vừa lúc câu trúng rồi thấy Thread giơ tay lên, nếu muốn e kỹ năng né tránh Thread móc Ezel, dù sao Thread quy kỹ năng hiệu quả là trói chặt địch nhân, cũng đem nên mục tiêu kéo hướng Thread đồng thời lần nữa kích hoạt sau Thread có thể bay hướng nên mục tiêu. Ezel muốn tránh móc, không ngờ lại bị Threat dự phán câu câu bên trong. Thấy bọt bạo phát đoàn chiến, Lý Tương Hách cùng Geopea tự nhiên đều ngay đầu tiên đi xuống đường đuổi. Lúc này bọt Threat tại câu trong Ezel sau đắc thế không tha người trực tiếp kích hoạt quy kỷ có thể bay đi, dù sao cũng là kim cương phân đoạn đứng ở eSport kim tự tháp đỉnh tầng người chơi. Mỗi người đều phản ứng cực nhanh làm ra các loại phán đoán. Egel tại thuyết bay tới trong nháy mắt đó liền hướng sau nhấn tóc biến, bởi vì lý tương hách bên này AJC Vayner đang bị đèn lồng cứu trở về trước tiên, liền liền không chút do dự mở ra ung tiên, giờ khắc cuối cùng, đề cao lực công kích, cũng thu. Được gấp 3 bị động hiệu quả, đồng thời đang giải phóng quy kỹ năng nhào lộn thì hội thu được ẩn thân hiệu quả, lựa chọn phản đánh. Thuyết thấy đối diện Egel nếu muốn tóc biến chạy trốn, cũng là lập tức tóc biến tiếp ER, ở chung quanh tạo thành một đạo âm khí âm u lục sắc vách tường đưa hắn cùng e gel giam ở trong đó cùng lúc đó một cái e kỹ năng lưỡi hái xoáy đem e phản kéo lại cũng tạo thành giảm tốc độ hiệu quả một mực đi a e gel thấy cái mình thích là thêm, một cái quy kỹ năng nhào lộn về phía trước lộn hạ nếu muốn dùng e kỹ năng kết án đem e gel định tại đối diện tháp phòng ngự cạnh trên tường nguyên nhân là kết án kỹ năng hiệu quả là đem mục tiêu đẩy lùi nếu như mục tiêu đang bị đánh bay thời điểm đụng vào vách tường hoặc là địa hình sát biên giới, đem thu được thêm vào thương tổn cũng tạo thành mê mùi hiệu quả. Ngay tại lúc Vayner cuồng cùng cuồn sau trong nháy mắt đó, đối diện dung gồ Lê Sinh từ sau tường phạm vi nhìn điểm mù sờ soạn qua đây, chỉ thấy tay hắn tóc thật nhanh xuyên vào mắt vê đúc đến Vayner phía sau, một cước đem Vayner đá hồi phe mình tháp hạ, đồng thời tiếp nối quy lần nữa bay đi, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, không gặp chút nào kéo dài. Vayner tại đối phương tháp hạ bị Le cùng tháp phòng ngự đồng thời công kích, rất nhanh thì biến thành tàn máu, lúc này hắn một cái tóc biến, nếu muốn leo tường từ tam giác bụi có chỗ chạy trốn, không ngờ bị đang từ mít chạy tới zepa một cái quy kỹ năng đâm lao tịch thu đầu người, mà zepa cuộc đời này chợt trong lòng có cảm ứng. Hướng song phương cũng không có tầm mắt tam giác bụi cỏ dơ tay lên thả cái mù đại. Lúc này từ đó đường tới được Lý Tương hách chính dọc theo rồng vách tường muốn đi vào bụi cỏ. Nhìn ngay hắn tức sẽ tiến vào bụi cỏ trong nháy mắt, một cái ma pháp cá mập từ dưới đất xông tới mặt, ngồi trước máy vi tính lý tương hách tốc độ tay kinh người tại trên bàn gõ bay nhanh nhảy lên. Chỉ thấy trên màn ảnh nguyên bản tiến nhập bụi cỏ sẽ bị ma pháp cá mập trúng đích dép bỗng nhiên tốc độ ánh sáng kiểu sau này đã đánh mất cái bóng dáng, di hình hoáng ảnh, làm liền một mạch. A à Tây, cái này đều được. Đây là sung môn sờ nổi lúc này hai bên trừ Zeopea cùng Lý Tương Hách bên ngoài tất cả người chơi tiếng lòng, phải biết rằng vừa cái kia tam giác bụi có thế nhưng song phương cũng không có tầm mắt, mà Zeopea cùng Lý Tương Hách hai người kia lại có thể bằng vào biến thái kiểu ý thức cùng tốc độ tay ở cái kia một vùng tâm tối điểm mù trong tiến hành rồi một hồi cuồng cuồng sóng nằm, không gặp khói lửa quyết đấu đỉnh cao. Lẽ nào đây là cao thủ hàng đầu cùng giữa chúng ta khác biệt sao? Có người không khỏi cười khổ thầm nghĩ nói có thể có cái loại này ý thức làm ra cái loại này thao tác còn chưa tính, dù sao trước hắn vẫn là hàng phục RANK trong đỉnh phong người qua đường, so với những thứ kia tại câu lạc bộ huấn luyện qua eSports đỉnh phong tuyển thủ cũng không kém chút nào. Phía trước mid kia hai làn sóng quyết đấu lúc, hai bên top bot đường tuyển thủ tất cả đều bận rộn đối tuyến không phát hiện quá trình, nhưng là mới vừa kia sóng bao quát top hai người, mọi người thì giác đều ở đây bo không nghĩ tới Lý Tương Hách lại có thể đang lúc mọi người không coi vào đâu. Cùng Zeopea thiên tài như vậy người qua đường vương tiến hành rồi một làn sóng ý thức cùng tốc độ tay quyết đấu đỉnh cao sau, lại có thể tránh rớt Zeopea lớn, thế cục thượng còn hơi chiếm thượng phong. Cái này bỗng nhiên nhô ra dép rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng cái gì đẳng cấp? Cái này chỉ sợ là lúc này Summoner môn sờ nội trừ lý tương hách ở ngoài, bao quát Zeopea ở bên trong tất cả người chơi nghĩ cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 16 Mỹ Nhi sinh nhật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quyển thứ nhất hồi sinh Hàn Quốc chương 16 Mỹ Nhi sinh nhật Lý Tương hách một cái vê đúc ảnh phân thân tránh thoát dê đại sau, nhưng không có từ bỏ ý đồ, hắn trực tiếp một cái tóc biến qua tường. Đối về Geopea phóng ra ung tiêu cũng trực tiếp mặc bộ thiêu đốt. Geopea ngư nhân nhưng cũng là tại trong nháy mắt đó phản ứng cực nhanh một cái e kỹ năng nhảy múa tung tăng đứng ở lao móc điện đỉnh chóc, Lê -xin thấy thế cũng là một cái vê đúc hộ thể đến Geopea trên người, cho Geopea bỏ thêm tầng hộ thuẫn. Geopea cũng trong nháy mắt kích hoạt e kỹ năng hạ xuống lao móc điện chuẩn bị phản đánh, bởi vì giờ khắc này phe mình AJC, cùng Blicken đều tới cái này đã đi tới, mà Lý Tương Hách bên này vốn có đã chuẩn bị trốn chạy thoát, thấy Lý Tương Hách trực tiếp áp dụng cấp tiến đấu pháp, cũng đi trở về chuẩn bị dùng sắp làm lạnh tốt đèn lồng cứu người. Lý Tương Hách cũng tại Zeopea ngư nhân hạ xuống lao móc điện sau, cũng không có trước tiên phóng ra kỹ năng, mà là chỉ vào Zeopea thương tổn cùng e kỹ năng giảm tốc độ hiệu quả, hướng tam giác bụi có phương hướng bỏ chạy. Blitken thấy Z muốn chạy, không chút do dự mở ra vê đút gia tốc đi tới, sau đó một cái tốc biến quy, bàn tay hỏa tiễn thẳng tắp địa hướng Lý Tương Hách trốn chạy phương hướng bắt tới. Cùng lúc đó, Tê từ lâu tại chỗ bốc lên, hai tay giật lại một cái hình bán nguyệt màn ánh sáng, hướng Lý Tương Hách bắn nhanh đi. Lý Tương Hách cũng sắp tới sẽ tiến vào bụi cỏ trong nháy mắt chợt kích hoạt rồi ER kỹ năng, chỉ thấy tức sẽ tiến vào bụi cỏ hắn bỗng nhiên hư không tiêu thất lưu lại một đoàn bóng dáng, mà bản thể của hắn nhưng lại lần nữa xuất quỷ nhập thần kiểu địa xuất hiện ở ngư nhân phía sau. Mà Blicken tóc biến quy cùng Ezel ung tiêu màn sáng cũng toàn bộ thất bại. Quỷ chém, bằng A, trong tay kiếm, đón thêm bằng A. Lý Tương hách tốc độ tay bay bảo, trong nháy mắt đánh ra ung tiêu sau bộ kia phát ra, mà ung tiêu ấn ký cũng vào lúc này nổ lên, cộng thêm trước khi thiêu đốt thương tổn. Lý Tương hách xuất hiện ở gậy hung ác sau một bộ phát ra trực tiếp đem dê trong nháy mắt mang đi. Lúc này Thết ném một cái đèn lồng qua đây, nếu muốn cứu đi Lý Tương hách, nhưng cũng có thể bị trước khi Lý Tương hách tại trong bốn người kia một bộ huyển khốc đến bạo thuấn sát thao tác khiếp sợ đèn lồng lại có thể ném tới tới gần đối diện ba người vị trí chỗ ở Blitz cơn chân của Biên. Lý Tương Hách cũng không có ngay đầu tiên tuyển chọn đi nhặt lên đèn lồng, bởi vì đây đã là kim cương phân đoạn răng, trên cơ bản mọi người đều biết dùng người ngăn trở đèn lồng, không để cho địch nhân nhặt đèn lồng kỹ xảo. Nếu như Lý Tương Hách thực sự đần độn chạy đi đốt đèn lồng, Blitz cơn thế tất sẽ ngăn cản đang đến gần dưới chân đèn lồng thượng. Sau đó ba người liền có thể đối kỳ ngừng một lát đánh chỉ thấy trong trò chơi cái kia Z coi như bỏ qua đèn lồng, hướng đối diện dung gồ khu Manfit, người đá, phương hướng bỏ chạy, Blitken cùng Ezel cũng ngay đầu tiên lựa chọn truy kích, Lessing càng kích thích quy kỹ có thể hồi âm sống, một cước đá tới. Ngay tại lúc Lessing quy kỹ năng gần bắn trúng Z trong nháy mắt, ngồi trước máy vi tính lý tương hách khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Trên màn ảnh cái kia nguyên bản hướng Manfit, người đá, phương hướng cắm đầu bỏ chạy Z, bỗng nhiên quay người về phía sau một cái vê đúc, đồng thời thật nhanh kích hoạt rồi hai đoạn hiệu quả di hình hoáng ảnh. Lý Tương hách bản thể cùng bóng dáng trong lúc đó một cái trao đổi, thập phần cực hạn tránh rớt le xin từ phía sau bay tới quy kỷ có thể hồi âm sống, mà bóng dáng vị trí đúng là tại đèn lồng cạnh, quay người mà quay về Lý Tương hách thật nhanh điểm xuống đèn lồng, từ đầu đến cuối, tiến hành rồi dài. Đến 1.500 mã cự ly bay vọt, chạy thoát. Geopea nhìn thấy Lý Tương Hách hướng Manfit, người đá, khi chạy thời điểm liền ý thức được không ổn, thế nhưng mặc dù hắn hướng đèn lồng vị trí cùng điểm tín hiệu, đồng đội lại không có thể ngay đầu tiên phản ứng kịp, cuối cùng để cho nửa máu Lý Tương Hách bỏ trốn mất dạng. Dù sau đây hết thảy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ là tại trong điện quan hỏa thạch, Lý Tương Hách liền hoàn thành chuỗi này thao tác. Dùng kiếp trước quốc phục nổi danh tuyển thủ nhà nghề mỉm cười mà nói mà nói chính là, lắc đầu, tất cả đều là tính toán. Cái này sống xuống tới tràn người trê đầu so đã biến thành ba. Một, đối diện một con đầu người tại Zeopea ngư nhân kia. Mà bên này ba người đầu, Lý Tương Hách cũng hai người đầu, một cái trợ công, ba người đầu không một không cùng hắn có quan hệ, không hề nghi ngờ, Lý Tương Hách Z đã trở thành ván này tiền kỳ tuyệt đối ca ri điểm. Về nhà bù đắp lại gương của vua vô danh món nhỏ, kiếm hải tặc sau, Lý Tương hách đấu pháp mà bắt đầu thiên về chạy hình. Bởi Geopea bên này Mít đã ở thế yếu, Geopea dần dần có chút tức giận phát hiện, bản thân giống như đã hoàn toàn theo không kịp Lý Tương hách dắt chạy bước tiến, mỗi khi Lý Tương hách đem tuyến đi qua tại Mít tiêu thất lúc, hắn thì không cần không đồng nhất biên thanh tuyến, một bên hướng hai bên cuồng đánh tín hiệu, nhưng thường thường khi hắn thanh hết tuyến chạy tới sau, chiến đấu từ lâu kết thúc. Không phải giàu to rồi tín hiệu sao? thế nào còn chết? Zeopea rất là phiền lòng mà hỏi thăm. Đồng đội tuy rằng muốn nói cái này còn không phải là bởi vì ngươi mít hoàn cảnh xấu, nhưng do dự một chút, đúng là vẫn còn cố kỵ đến Zeopea thực lực, không ai trả lời. Loại này bị người khác nắm trong tay tiết tấu cảm giác, để cho một mực cái này phân đoạn thành thạo Zeopea cảm thấy nói không nên lời thoải mái, rốt cục tại hạ đường bị đối diện dét trảo tung đẩy một đường bãi đất, lại đang rộng đoàn bị đối diện một đội bốn đoàn diệt sau, Geapea tức giận phát khởi đầu hàng. Đồng đội lúng túng trầm mặt biết nhi, cũng nhộn nhịp lựa chọn đầu hàng. Tại thủy tinh bạo tạc trước, Geapea đánh vào mọi người hỏi, "Z, người rốt cuộc là ai?" Mọi người đã ở xem khung chát suy đoán Z sẽ tự bạo ra là nhà ai câu lạc bộ chức nghiệp chiến đội đại thần. Lý Tương Hách bỗng nhiên nếu muốn trêu chọc một chút Geapea, tại khung chát trông trở về một câu như vậy. "Ta là bạn cũ của ngươi." Rời khỏi trò chơi sau JPA quả nhiên nọc bạn tốt thân mời đi theo Lý Tương Hách cũng tại do mở miệng trước khi thật nhanh đánh chữ nói có cơ hội cùng nhau xong bài ta có việc hạ. sau đó liền thối lui ra khỏi trò chơi đóng kín trò chơi hộ khách đoạn trước nhìn xuống xếp hạng phân đoạn Lý Tương Hách phát hiện mình chút bất tri bất giác đã bạch kim một cái này kỳ thực cũng không tính nhanh đời trước JPA tại hàng phục A9 bị đóng đình sau dùng tiểu số xếp hạng đơn 55 cục. 48 tháng 7 thua, liền liền từ không xếp hạng tấn cấp mạnh nhất vương giả. Mà Lý Tương Hách dù sao kinh khủng 92. 3% xếp hạng đơn tỷ số tháng 7 ở nơi nào, 24 tháng 2 thua, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đánh tới Bạch Kim một cũng là chuyện đương nhiên. Lý Tương Hách đại khái tính một chút, nếu như chính mình thắng liên tiếp đi xuống chỉ cần đánh lại 6 tràng liền có thể tấn cấp Kim Cương, mà Kim Cương liền có thể đứng vào hàng phục anh hùng tỷ số thắng bản danh sách cũng chính là Hàn Quốc MBC eSports kênh mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ở trên màn ảnh truyền hình cùng phát hình, nếu nói bản anh hùng. Hắn tranh thủ nhìn xuống vết cái này người anh hùng ở trước mắt trên bản danh sách tỷ số thắng, phát hiện xếp hạng đệ nhất cũng chỉ có 70. 6% là Samsung câu lạc bộ SSB đội ngũ MIT, GAG. Yeah yeah. Lý Tương Hách cảm giác mình loại này tỷ số thắng, xem ra đánh tới kim cương sau vết bản danh sách đầu tiên là ổn như vậy trái lại cũng có thể không phụ cái kia kim chi điếm chủ tiệm nhờ vả nghĩ tới đây hắn không khỏi thở phào một cái dù sao kiếp trước kiếp này lần đầu tiên đánh loại này đại ngôn tính chất trăng hơn nữa thế giới này Hàn Quốc chỉnh thể esports hoàn cảnh đem esports thực lực tổng hợp tô đậm được sau kiếp trước Hàn Quốc chỉnh thể esports thực lực mạnh được không ngừng nữa bật cho nên vừa mới bắt đầu lý tương hách trong lòng tự nhiên cũng không phải rất có đấy bất quá bây giờ hắn cũng yên tâm hơn nhiều hắn có chút tự dễu thầm nghĩ xem ra chính mình còn là trước khi cái kia bản thân, kia một cái vừa tiếp xúc với eSports, thắng bại tâm chỉ biết trở nên đặc biệt cường người. Buổi tối trên đường trở về, Lý Tương hách vuốt túi tiền tắm thẻ kia nhớ lại tuần này sáu chín là mùi mùi Lý Mỹ Nhi sinh nhật, hắn không khỏi nghĩ đến, ngày đó nếu như đem đồng phục học sinh làm làm quà sinh nhật đưa cho nàng mà nói, Mỹ Nhi nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Căn cứ thân thể này chủ nhân trước lưu lại ký ức, khi còn bé mỗi khi Mỹ Nhi sinh nhật lúc, tuy rằng gia cảnh cũng không rộng dụ thế nhưng phụ thân và mẫu thân vẫn như cũ sẽ dẫn bọn hắn đến phụ cận đơn giản hàng trong quán ăn đốt vài món thức ăn mua thêm nửa một cái bánh ga tô là mỹ nhi khánh sinh sau khi ăn xong mẫu thân còn có thể xuất ra một món lễ vật đưa cho kia cả ngày đều cực kỳ vui vẻ mỹ nhi nhưng tự mẫu thân rời nhà sau đồng thời lôi kéo hai người con trai gia đình độc thân kinh tế tự nhiên càng túng quẫn bắt đầu mỹ nhi còn có thể đòi muốn lễ vật nhưng về sau theo mỹ nhi dần dần lớn lên hiểu chuyện sinh nhật lúc cũng sẽ không nửa đòi muốn lễ vật người một nhà chỉ là đơn giản mua thường vài món thức ăn cùng một cái bánh ga tôi trở về một cái sinh nhật liền sẽ như vậy quá khứ thậm chí nhiều hơn thời điểm phụ thân bởi vì bận rộn công việc thường xuyên tại sinh nhật ngày đó cùng hai huynh muội cùng một chỗ qua sinh ngày cũng không có lý tương hách cưỡi xe đạp đi vòng đến lý mỹ nhi trường học phụ cận định chế đồng phục học sinh học sinh trong tiệm bán quần áo trong điếm phục vụ viên của tiểu thư rất nhiệt tình đi lên tiếp đại hắn. Lý Tương Hách đối đồng phục học sinh phẩm bài cái này tự nhiên là một chữ cũng không biết, làm người bán hàng tiểu thư hỏi hắn định chế cái dạng gì thức lúc, hắn chỉ có thể nói quanh có đến nói câu, là vì muội muội mây, muốn tốt nhất hình thức, còn có tốt nhất là gơ sờ generation đại ngôn phẩm bài. Người bán hàng tiểu thư cười hướng nàng đề cử một bộ phù hợp yêu cầu đồng phục học sinh sau lại hỏi đồng phục học sinh nhỏ bé, Đối với cái này Lý Tương Hách tự nhiên càng một đầu tương hồ, không thể làm gì khác hơn là nói dựa theo phổ thông sơ tam nữ hài tiêu chuẩn là được rồi. Cộng thêm đóng gói, cuối cùng quyết định hạ giá tiền là 11. Năm vạn hàng nguyên, Lý Tương Hách trước thanh toán 5 vạn tiền đặt cọc, đáp ứng thứ bảy buổi chiều trở về lấy đồng phục học sinh sau, liền liền cởi xe đạp hướng nhà chạy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện